Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube chính thức của báo Việt Nam Net. Ngày hôm nay, bản tin chúng tôi có gì? Hãy cùng chú ý theo dõi! Điều tra hàng nghìn clip quay lén trong nhà vệ sinh nữ một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan công an đang điều tra sự việc camera quay lén nhà vệ sinh nữ của trường. Trao đổi với phóng viên Việt Nam Net, ông Nguyễn Thanh Tòng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Túc Tối ngày 25 tháng 10, cho biết, nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nghi vấn có người đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ của trường. Mặt khác, nhà trường đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra. Cơ quan công an đang làm rõ sự việc, khi có kết quả, nhà trường sẽ thông tin chính xác về vấn đề này. Sự việc này diễn ra sau khi học sinh trường Trung học phổ thông Tân Túc phản ánh thông tin hàng nghìn clip, hình ảnh được cho là quay lén trong nhà vệ sinh nữ trường này đang được giao bán và phát tán trên mạng xã hội. Một tài khoản nhận là học sinh của trường trung học phổ thông Tân Túc đăng tải cho biết có khoảng 13.000 video và 15.000 tấm ảnh được phát tán buôn bán trên những trang web đen. Camera được đặt ở các vòi xịt toàn bộ nhà vệ sinh trong trường. Học sinh trong trường đều biết và có bằng chứng về người làm. Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Túc cho biết, chiều ngày 23 tháng 10, học sinh QH lớp 12 bị một học sinh đánh vì lý do em này sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh của một học sinh nữ tại khu vực cầu thang. Tối cùng ngày, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Telegram lan truyền nhiều hình ảnh nhạy cảm, trong đó có nội dung quay video học sinh nữ trong nhà vệ sinh. Ngày 24 tháng 10, trường đã phối hợp với công an huyện Bình Chánh, công an thị trấn Tân Túc làm việc với học sinh, phụ huynh nói trên. Qua buổi làm việc, em QH đã xác nhận có hành vi dùng điện thoại để quay phim học sinh nữ khi chưa có sự đồng ý của học sinh này, không có liên quan đến các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Telegram. Trường vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, làm việc với phụ huynh và học sinh có liên quan đến sự việc trên. Chiều ngày 25 tháng 10, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xưởng gỗ rộng hàng nghìn mét vuông trên địa bàn phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày, khói lửa bùng lên dữ dội tại xưởng gỗ trong hẻm 234 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông. Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoáng, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, sức nóng tỏa ra dữ dội kèm khói bốc cao. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa chống cháy lan. Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Linh Đông, xưởng gỗ xảy ra cháy đang trong quá trình tháo dỡ di dời. Thời điểm xảy ra sự cố có công nhân đang hàng cắt. Đến 14 giờ chiều nay, 25 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới khống chế đám cháy lớn xưởng gỗ nằm trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ xe rơi đèo Bảo Lộc, nghi phạm giữ thi thể một đêm trước khi đưa đi phi tàng. Hôm 14 tháng 10, Nguyễn Trần Thu Tràng, 39 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Trang bị điều tra với cáo buộc đã đầu độc ông MHV, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi lái ô tô lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc để phi tang xác. Theo thông tin, Trang với ông V có tình cảm với nhau. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trang đã lên mạng xã hội đặt mua cyanur để sát hại ông này. Chiều ngày 20 tháng 10, cả hai lái xe từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình di chuyển, Trang dùng cyanua đầu độc ông về. Sau đó, cô ta đưa thi thể người tình về nhà trọ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau, nghi phạm tiếp tục chở thi thể đi hàng trăm km tới tỉnh Lâm Đồng để tìm cách phi tang. Khi chạy trên quốc lộ 20, Trang lái xe lòng vòng lên xuống đèo Bảo Lộc tìm vị trí gây án. Trưa ngày 21 tháng 10, Trang chở thi thể của ông về qua xã Đại Lào rồi lao xuống đèo Bảo Lộc với ý định tự sát. Sự việc khiến ô tô biến dạng, còn Trang bị thương một lúc sau, lực lượng chức năng phát hiện đã tiếp cận, đưa chàng ra khỏi ô tô, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, còn người đàn ông trên xe đã tử vong. Từ các dấu tích tại hiện trường và khám nghiệm thi thể người đàn ông, nhà chức trách xác định nguyên nhân tử vong không phải do tai nạn. Từ nghi vấn này, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để điều tra. Bước đầu, Trang thừa nhận hành vi của mình. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến di rời hơn 5.000 nhà trên kênh rạch trong năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh mới bồi thường di rời được 1149 căn nhà trên ven sông kênh rạch. Sở xây dựng đã đề xuất thêm 3 dự án để đẩy nhanh tiến độ di rời. Nói về kế hoạch di rời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch trong buổi họp báo chiều ngày 24 tháng 10, ông Lý Thành Long, Tránh Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thành phố đã bồi thường di rời được 1149 căn trong tổng số 6.500 căn giai đoạn 2021-2025. Theo phương án bố trí vốn hiện nay, đến hết năm 2025, dự kiến sẽ bồi thường, di rời được 5.102 căn, trong đó trọng tâm là dự án rạch xuyên tâm với 2.215 căn. Tuy nhiên, ngân sách thành phố hiện chỉ cân đối cho các dự án chuyển tiếp, đang triển khai thi công và một số dự án trọng điểm cấp bách ưu tiên đầu tư, hạn chế bố trí vốn cho các dự án không có mặt bằng sạch hoặc các dự án có nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2021 2025. Sở xây dựng đang đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung bố trí vốn để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án chưa có tên trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 2025. Đó là dự án cải tạo kênh Hy vọng, quận Tân Bình, dự án Nạo vét cải tạo rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh tẻ, quận 4. Trường hợp 3 dự án trên được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và bố trí vốn để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ nâng tổng số lượng nhà di rời trên và ven sông kênh rạch trong giai đoạn 2021-2025 lên 4.906 căn, ông Long nói. Trục vớt quả bom nặng hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên Sáng ngày 24 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức trục vớt và di rời quả bom có số hiệu M118 nặng khoảng 1.362 kg. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 21 tháng 10, người dân làm nghề trải lưới phát hiện một quả bom cách trụ số 9 của cầu Long Biên khoảng 200 m về phía Hạ Lưu nên báo cáo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên đã tiến hành các biện pháp di rời quả bom vào gần bờ. Đồng thời, huy động lực lượng dân quân hai phường Ngọc Lâm và Bồ Đề tổ chức canh gác bảo đảm an toàn hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom số hiệu M118 nặng khoảng 1.362 kg, dài 210 cm, đường kính 56 cm. Ban chỉ huy quân sự quận đã báo cáo sự việc với cơ quan cấp trên triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và tổ chức di rời theo đúng kế hoạch. Trước đó, vào ngày mùng 10 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên cũng đã phối hợp với Phòng Công binh, Tiểu đoàn Công binh 544 và Binh chủng Công binh tiến hành xử lý một quả bom cùng loại được phát hiện gần với vị trí quả bom trên. Hàng chục tấn rác trên đồi đổ ập xuống, vùi lấp vườn cà phê ở Đà Lạt. Núi rác thải của nhà máy nằm trên đồi ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đổ xuống, vùi lấp một loạt gốc thông cùng vườn cà phê của người dân ở phía dưới. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt làm việc với đại diện nhà máy xử lý chất thải rán Xuân Trường về việc một lượng lớn rác thải trong bãi tập kết của nhà máy tràn xuống vườn cà phê của người dân ở phía dưới. Nhà máy xử lý rác này nằm trên đồi ở xã Xuân Trường, rộng khoảng 28 hecta do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh làm chủ đầu tư, được đưa vào hoạt động từ năm 2015 cơ sở này thu gom 100% rác thải của thành phố Đà Lạt để xử lý, sản xuất hạt nhựa, phân vi sinh, gạch block. Trước đó, trận mưa kéo dài tối ngày 22 tới dạng sáng ngày 23 tháng 10 đã khiến rác trong bãi tập kết của nhà máy tràn ra ngoài. Hàng chục tấn rác thải rắn đổ ập xuống phía dưới, vùi lấp nhiều gốc thông cùng khoảng 2.000 m2 đất sản xuất cà phê của người dân. Ngoài ra, nước tại bãi rác bị dò dỉ, chảy xuống con suối chân đồi khiến khu vực này bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã kiểm tra thực tế làm rõ sự việc. Bước đầu, Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường yêu cầu nhà máy này phải xử lý hiện trường, đưa số rác thải đổ xuống về khu vực tập kết, xây dựng hệ thống tường bao để ngăn sạt lở. Đồng thời, chính quyền yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm tra, bồi thường thiệt hại về nông nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng trong sự việc trên.